1001 câu chuyện. Ơi, xin chào các em, và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi miếng sticker mới rất là dễ thương luôn nha. Đây là sticker mới đó, và shop mới nó về luôn, mới tân luôn nha, mà nó còn dễ thương xỉu luôn đó. Đây, miếng sticker này của chúng ta thì các em thấy đó, nó sẽ có giá là 20.000 đồng nha. Rồi, bây giờ chị và các em sẽ cùng nhau khui ra nha. Nào. Trời ơi, nay được chơi hả, sticker cực kỳ là dễ thương luôn. Đây là miếng sticker dẻo nha, rất là dẻo luôn. Đây, sticker này là sticker thỏ. Bình thường á, mình là chơi công chúa, hoàng tử nè. Đó, rồi bây giờ hôm nay thay vì chúng ta sẽ thay váy đẹp, chọn đồ đẹp cho công chúa, hoàng tử, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đồ đẹp, váy xinh cho hai em thỏ xinh xắn này nha. Đó, ngoài những cái chiếc váy đẹp này á, thì còn có cả là đèn luôn nha mấy em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái tủ đồ thật là cute cho hai bạn thỏ xinh xắn này nha. Để xem nào. Đây, cái hộp màu lông thần thánh của chị. Bây giờ chị sẽ vẽ, chị sẽ dùng màu hồng đi cho nó cute nha. Wow. Rồi cuối cùng thì cũng xong rồi. Một cái chiếc tủ khá là xinh xắn và dễ thương luôn đúng không? Trời ơi, ta nói xịn ơi là xịn. Bây giờ là mình chỉ việc treo đồ vô thôi. Đây, miếng sticker của chúng ta đây nè các em ơi. Đó, trời ơi, dễ thương quá. Đây, đầu tiên nè, mấy cái bộ đồ này cũng đồ của Nhật Bản lắm em. Thỏ Nhật nha. Kimono. Cái chiếc váy này đẹp xuất sắc luôn, quá trời đồ luôn nha. Đó, trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Nhìn nè, đây á là không phải đồ của Việt Nam, đây á là đồ của kimono á, đồ của Nhật Bản. Đẹp quá, mình sẽ treo luôn. Thôi mình treo ở dưới đây đi. Ở trên mình đã phụ kiện nè. Trời ơi, xinh chưa, xinh chưa. Xong rồi, bây giờ là mình sẽ treo nốt những cái chiếc còn lại luôn. Đây là sticker dẻo nha mấy em. Đó, chị bấm, chị quằn quại nó, chị bóp nó lại như thế này, nó cũng không bị hư luôn. Ủa, còn có cái nón này nữa nè. Đó, dễ thương chưa. Rồi, mình sẽ treo vô. Xuất sắc luôn đúng không? Đó, tí, hi hi. Mình chưa sáng sáng lại một miếng nha. Tại vì nó không đủ nè. Mình sẽ chồng lên nha. Wow, trời, một cái tủ đồ khá là tiện lợi luôn đúng không? Để đếm xem là chúng ta có tất cả là bao nhiêu chiếc váy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trời ơi, một miếng sticker nhìn nó nhỏ như vậy thôi mà nó chứa tới 12 bộ đồ của hai chú thỏ luôn. Rồi bây giờ là tới phụ kiện nha. Trời ơi, phụ kiện xịn sò lắm. Một cái đèn, một cái đèn hình con cá, một cái đèn lồng hình con cá nè. Ý, trời, rất là dễ thương luôn, con cá đỏ. Treo lên trên đây. Rồi kế tiếp là những cái bông hoa, bông hoa xinh xắn. Bông hoa này chị sẽ treo lên, chị sẽ dán lên trên cái tủ đồ cho nó dễ thương nha. Ủa, bông hoa này nó nhỏ nhỏ tí hon mà đẹp cực kỳ luôn. Quá trời là hoa luôn mấy em ơi.
Đó, hoa này mình trang trí lên trên người của con thỏ cũng rất là đẹp ha. Thì có hoa sen nữa nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ là một chiếc nón. Nơ. Rồi quạt nữa. À, một chiếc quạt cũng rất là dễ thương luôn. Tay hình như là con diều á. Đây là một cái đèn. Chúng ta sẽ có hai cây đèn nha. Dễ thương quá à. Mấy cái cơ này cái nào nó cũng đẹp hết trơn á. Từ cái bông hoa nhỏ 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 mà nó cũng đẹp xuất sắc luôn. Ta-da, và đây là hai nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhìn cái em thỏ này là y như là đang ăn cái gì đó. Ngố một bên này, cái miệng rất là dễ thương luôn nha. Ý, tại sao lại chị không bắt trước ta? Tại sao mình lại không bắt trước? Mình để con mắt, cái gương mặt giống như là ở trong cái miếng tí cơ này nè. Mình ngoái lên một cái gì là cái chân mày đó. Thấy chưa? Rất là dễ thương. Đây, trời ơi, xịn chưa? Cái miệng nó cũng xinh nữa. Thôi mà kệ, bây giờ chị lỡ vậy miệng như vậy rồi. Không sao, không sao. À, con mắt thì nó vậy đi. À, dễ thương chưa, dễ thương chưa. Tự nhiên cái dáng bông hoa mình lum lên mặt to cái hết cái mặt thỏ luôn à. Thôi tháo ra. Đừng dán mình lum lên. Đó, thấy chưa? Như vậy là đẹp hơn rồi đúng không? Đó, như vậy là lộ ra cái mặt thỏ rồi. Đây, hai cái bông chị trang trí hai bên lỗ tai. Xong rồi, bây giờ là phần trình diễn thời trang của hai bạn thỏ. Bây giờ bạn thỏ đầu tiên, bạn ấy sẽ chọn bộ đồ nào để mặc đây ta? Các bạn ơi, hôm nay mình có một buổi đi chơi đó, cho nên mình sẽ chọn một bộ đồ thật là xinh xắn và đáng yêu nè. Có đồ của nam và có đồ của nữ nha. Đây sẽ là bạn thỏ nữ, còn đây sẽ là thỏ nam á. Bây giờ mình chọn cho thỏ nữ một chiếc một cái bộ đồ. Dễ thương chưa, dễ thương chưa? Đây các em thấy không? Đó. Ôi, một cái bộ đồ rất là xinh nha, có rất là nhiều ha. Nhỏ 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 nè. Rồi, chưa hết chưa hết. Mình muốn cho bạn thỏ này á thêm phần xinh đẹp thì mình đừng có quên là một cái nơ nha. Ôi, một cái nơ. Rung rùa dễ thương chưa? Cái nơ này khá phù hợp với bộ đồ. Cầm thêm cái đèn vô nữa. Đó. Dễ thương rồi nha. Bây giờ tới bạn thỏ nam nè. Bạn thỏ nam thì tất nhiên sẽ chọn đồ nam. Ở trong đây chị thấy là có bộ này và bộ này và bộ này là đồ của nam. Mà bạn thỏ nữ mặc cái bộ màu xanh này thì tất nhiên chị cũng sẽ chọn bộ này để cho hợp tông đó, mặc đồ cặp với các em. Đây, xong rồi. Và thế là chúng ta có một bộ đồ cặp rồi nha. Thỏ nam thì chị sẽ cho đổi cái nón này. Ồ, xong rồi, nhìn rất là chững chạc và trưởng thành luôn nha. Ý, xuất ra rồi. Công nhận cái miếng sticker này nó dễ thương ghê luôn nha mấy em. Đó, chúng ta có thể chơi sticker thay đồ cho thỏ. Hoặc là có thể dùng những em thỏ này để trang trí những cái dụng cụ học tập, tập vở đó, mình trang trí sổ nhật ký nè. Hoặc là có thể dán lên trên nón bảo hiểm á, rất là xinh luôn. Chị quên cầm theo cái nón bảo hiểm của chị. Rất là dễ thương nha. Đó, bữa nào chị trang trí nón bảo hiểm cho các em xem. Đó, xong rồi. Rồi, các em có muốn đặt mua miếng cái cơ thỏ xinh xinh này thì hãy nhớ gọi ngay số điện thoại 0937899707 để đặt hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.